Hello, hello, hello. Xin chào quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình giới thiệu mẫu nhà đẹp của Mac Home mỗi tối hàng tuần. Hôm nay thì có hai sự khác biệt. Thứ nhất là nhiều khách hàng thường xuyên gọi điện cho tôi, thường xuyên inbox cho tôi, nói là vì sao lại không quay hình ảnh, quay mặt như các đơn vị khác. Mọi người rất là mong muốn tôi lên truyền hình, lên thực tế để xem người mà chuyên tư vấn cho quý khách hàng đứng sau những video đẹp mỗi ngày là ai. Thì trong ngày hôm nay thì tôi sẽ bật cam lên để quý vị và các bạn sẽ thấy được rõ ràng cụ thể. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là chúng ta sẽ không đi vào trong bộ hồ sơ thiết kế những ngôi nhà Mai Thái, mà cái khác biệt trong ngày hôm nay là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một bộ hồ sơ với cái chiều cao là 4,5 tầng, được Mac Home thiết kế cho gia đình nhà anh Nguyễn Trung Kiên, địa điểm là tại Hiểu Lũng, Lạng Sơn. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu, chúng tôi đến từ Mac Home. Mac Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mac Home đang là đơn vị tiên phong về thiết kế và bao thầu chọn gói. Cái việc thi công chọn gói nó đang là một trong những cái xu hướng tất yếu của thời đại. Các bạn nếu như chúng ta để ý một chút thì chúng ta đã thấy là Hà Nội, Sài Gòn hay là các nước phương Tây, người ta đã làm cái hình thức thi công chọn gói này rất là lâu rồi. Cách đây tầm cỡ 8 năm, 10 năm nó đã thịnh hành tại các thành phố lớn rồi. Và hiện tại tại các thành phố nhỏ hơn của Việt Nam thì chúng ta đang rất thịnh hành mô hình này. Và Mac Home đang đưa về những cái kỹ thuật tiên tiến, những cái biện pháp thi công mới nhất để làm sao cho quý khách hàng hình dung được cái mô hình này nó rất là thực tiễn, nó rất là phù hợp với thời đại. Các bạn ở xa hay bên nước ngoài liên hệ qua hai số online của Mac Home là 0964458888 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Các bạn chỉ cần gọi đến thôi là chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng một cách kịp thời nhất và chính xác nhất. Bạn nào không có số điện thoại hay là không có Zalo, các bạn có thể kết bạn qua Facebook của tôi là Lê Duy Tuấn ạ. Trên này tôi cũng thường xuyên chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái mẫu nhà đẹp hay là những cái chia sẻ về những cái thông tin tư vấn thiết kế hay là bao thầu chọn gói. Nếu như bạn nào muốn xem lại video hay mẫu nhà đẹp, các bạn có thể vào website của chúng tôi là machomeven.vn. Thì trong này Machome đang chạy rất nhiều chương trình, đặc biệt là chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Chương trình này thì hiện tại cũng chỉ có một mình Machome mới có thể làm được thôi, bởi vì chúng tôi đã tích hợp với lại hệ thống ngân hàng ở trên toàn quốc hỗ trợ cho quý khách hàng một cách nhanh nhất. Chúng ta sẽ được vay tối đa là 75% giá trị hợp đồng mỗi công trình. Cái này nó khác so với việc mà chúng ta vay bằng thế chấp tài sản các bạn nhé. Bởi vì các bạn thế chấp, ví dụ như chúng ta thế chấp bìa đỏ thì chúng ta được cái phần chi phí rất là ít. Còn lại chúng ta vay vốn theo cái hợp đồng thi công chọn gói thì chúng ta được hỗ trợ rất là nhiều. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay, các bạn thấy là đây là một ngôi nhà nó khác hoàn toàn so với lại những cái mẫu nhà Mai Thái, Mai Nhật mà chúng ta đã từng xem trong các video trước. Ngoài những ngôi nhà vườn, những ngôi nhà Mai Thái, Mai Nhật thì Mac Home thiết kế rất là nhiều hạng mục, ví dụ như thiết kế mình nội thất này, hay là thiết kế thi công những ngôi biệt thự, lâu đài, khách sạn, resort, tức là tất tần tật những cái phần chuyên môn liên quan đến thiết kế và thi công chọn gói về hạng mục dân dụng là Mac Home đều làm. Chẳng qua là nhiều người inbox với tôi là yêu cầu review những ngôi nhà Mai Thái, thế nên là tôi ưu tiên số lượng đông quý khách hàng yêu cầu thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái video đấy trước. Thì các bạn nhận định cái phong cách đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái phong cách, là cái việc mà chúng ta phải biết được ngay ban đầu để tránh cho cái việc chúng ta đi thiết kế quá nhiều phong cách cho một công trình. Thì như tôi đã giới thiệu cho các bạn rồi, mỗi công trình của chúng ta được chia ra làm rất rất nhiều phong cách nổi trội. Đấy là phong cách cổ điển này, phong cách tân cổ điển này, phong cách hiện đại này, phong cách classic này, phong cách Á Đông này, phong cách hiện đại tô giản. Nói chung là rất rất nhiều các phong cách, mà mỗi một phong cách thì nó có một cái quy định, những cái tiêu chuẩn thiết kế nó khác nhau. Như trong công trình này thì chúng ta dễ dàng chúng ta biết được là công trình này với cái phong cách gọi là tân cổ điển, tức là nó vẫn có những cái phào chỉ ở trên cái diện tường, trên cái diện mặt tiền, nhưng tuy nhiên nó đã được cách điệu đi, được cách tân đi rất là nhiều rồi. Ở công trình này sử dụng cái gam màu chủ đạo là gam màu trắng, các bạn thấy đấy, gam màu trắng hoàn toàn, có cái phần lan can tay vịn bằng sắt nghệ thuật.
chúng ta có thể thay thế bằng cái nhôm đúc chân không. Tuy nhiên cái nhôm đúc chân không chi phí nó rất là cao. Thế nên là tôi khuyên các bạn nếu mà chúng ta cân đối về tài chính thì chúng ta cũng phải nên lựa chọn cái vật liệu mà nó phù hợp. Đây là góc phía sau, công trình. Nếu bạn thấy là khu vực phía trên đây chính là khu vực dàn phơi, chúng ta có thể phơi phóng đồ trên này. Đấy. Đây là góc nhìn phía trước mặt tiền. Đây là góc nhìn từ dưới lên trên thì các bạn sẽ dễ dàng chúng ta thấy được cái lối tiếp cận phía trước là khu vực gara, chúng ta có thể kết hợp với lại buôn bán kinh doanh sau này. Trên tầng 1 là chúng ta có một phần sân chơi rất là rộng, rất rất rộng, và có một lối đi trực tiếp lên trên tầng 2, lên trên tầng 2 luôn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay. Thì đối với Mac Home thì chúng tôi luôn thiết kế đầy đủ các bộ hồ sơ như thể là 3D ngoại thất này, hồ sơ về kiến trúc này, hồ sơ phong thủy này, hồ sơ về kết cấu này, hồ sơ về điện nước này, hồ sơ về nội thất và bóc tách chi tiết nguyên vật liệu, chỉ định nguyên vật liệu. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến về cái phần hồ sơ thiết kế kiến trúc, bởi vì nó là cái phần đầu tiên của mỗi một bộ hồ sơ, tức là nó là phần quan trọng nhất trong công trình của chúng ta. Ở công trình này thì được thiết kế tại địa điểm là Hiểu Lũng, Lạng Sơn. Cho gia đình chủ đầu tư là anh Nguyễn Trung Kiên. Hiện tại anh Kiên thì đang công tác trong lĩnh vực nhà nước, thế nên là anh cũng không có nhiều thời gian. Lựa chọn Mac Home là đơn vị tổng thầu, thế nên là hiện tại chúng tôi đang trong cái quá trình trao đổi về vật liệu, trao đổi về giá để bước sang cái việc ký kết hợp đồng thi công chọn gói. Trước khi đi vào trong một bộ hồ sơ kiến trúc thì các bạn phải để ý cho tôi đến cái phần phục lục bản vẽ kiến trúc. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta phải biết được trong cái bộ hồ sơ gồm vài trăm trang của chúng ta thì cái phần nào là phần quan trọng. Ví dụ như tôi đã nhấn mạnh với quý vị các bạn rất là nhiều rồi, chúng ta có 3 mục là chúng ta phải để ý. Thứ nhất là cái phần mặt bằng, bởi vì mặt bằng nó liên quan đến công năng sử dụng, nó liên quan đến phong thủy công trình, nó liên quan đến giá thành. Mặt bằng càng rộng thì các bạn lưu ý là chi phí chúng ta càng cao. Cao ở đây là về nhân công, về nguyên vật liệu, về các cái phần khác nữa. Cái thứ hai là về cái phần mặt đứng và phần mặt cắt. Mặt cắt nó sẽ giúp cho chúng ta biết được cấu tạo trong nhà là tầng bằng hay là tầng lệch. Đấy, phần dầm, phần cột chúng ta dày bao nhiêu thì cái phần mặt cắt nó sẽ thể hiện rất là chi tiết. Đấy. Và cái cuối cùng đấy chính là những cái chi tiết về cửa chính, cửa đi, bởi vì nó liên quan đến cái phần tài lộc, liên quan đến cái phần vượng khí trong mỗi công trình. Chúng ta quan tâm đến cái phần mặt bằng đầu tiên nào. Công trình này được thiết kế với cái hệ sàn tầng lệch các bạn nhé. Còn tầng lệch là như thế nào thì trong video này thì các bạn sẽ hiểu rõ thôi. Chiều ngang công trình này là 24m, 28m4, đây các bạn thấy đây, 28m4. Và chiều rộng công trình này là nó rơi vào 4m73, chúng ta cùng nhân ạ. 28,4 nhân với lại 4,73. Như vậy là cái diện tích của chúng ta nó dao động vào tầm 134m2 trên một sàn, để chúng ta dễ hình dung hơn. Thì với cái diện tích như này, chúng ta sẽ bố trí khu vực tầng 1 gồm một khu cửa hàng chúng ta có thể tận dụng là cho thuê, tận dụng là nơi buôn bán chính của gia đình, một cái lối đi lên trực tiếp tầng 2, và sâu bên trong là chúng ta có khu vực gara ô tô để được rất nhiều xe, một ô tô, hai ô tô hoặc là thêm nhiều xe máy nữa, không vấn đề gì. Đi vào sâu bên trong là phòng đa năng. Phòng này thì anh Kiên có thể tận dụng làm rất nhiều những cái mục đích khác nhau, ví dụ như thể là tập kết làm kho này để phục vụ cho cái cửa hàng ở phía trước này, hay là tận dụng là cái không gian vui chơi giải trí sau này đều được. Lên trên tầng 2 là chúng ta có khu vực sân trước, khu vực phòng khách và khu vực phòng bếp ăn. Đấy, cái công năng như thế này là phù hợp rồi. Tiếp tục chúng ta lên tầng 3 và lên tầng 4. Một vế tầng 3 là chúng ta có phòng cho ông bà, tôi zoom to cho quý vị các bạn dễ xem này. Đấy, phía trước là phòng master. Phòng master thì chúng ta có cái ban công rất là rộng. Đấy, thứ hai là chúng ta có cái VKC khép kín ở trong nhà. Cái việc thiết kế VKC như thế này các bạn sẽ thấy là rất là thuận tiện, đặc biệt nếu như chúng ta đi resort, chúng ta đi những cái khách sạn hiện đại ngày nay thì hầu hết như 100% người ta đã thiết kế cái VKC ở trong phòng rồi. Đấy, còn phía bên tay phải phía sau nhà của chúng ta là khu vực thiết kế cho phòng ông bà. Hai ông bà thì sinh hoạt riêng, thế nên là sẽ bố trí hai cái giường đơn. Hai giường đơn, bởi vì là các cụ thì khi về già sẽ trở nên khó tính, thế nên là thường hay muốn là tự túc. Tiếp tục lên trên tầng trên nữa là chúng ta có hai phòng ngủ con và một khu vực phòng thờ.
Đấy, và cuối cùng ở trên tầng tum là chúng ta có khu vực sân chơi và sân phơi. Đấy, bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi vào trong cái phần mặt đứng, cái phần mặt cắt để các bạn hình dung hơn là cái tầng lệch là cái tầng như thế nào. Trước hết là về mặt đứng này, mặt đứng này các bạn thấy là những cái chi tiết cao độ như thể tầng 1 cao bao nhiêu này, chiều cao từng tầng là bao nhiêu này. Đấy. Cái thứ hai là về cái phần mặt cắt. Đây mặt cắt đây, các bạn dễ dàng hình dung hơn là cái tầng lệch, tôi phóng to hơn cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, tầng lệch là các bạn dễ hình dung chưa ạ? Tầng lệch tức là cứ một vế thang là chúng ta sẽ lên một không gian. Đấy, chứ không phải như một tầng bằng. Tầng bằng thì các bạn hết một vòng thang là các bạn sẽ lên một sàn. Nhưng tuy nhiên, cái tầng lệch này thì nó khác biệt hơn, tức là 1 phần 2 thang là chúng ta sẽ vào trong một không gian. Đấy. Thế thì cái ưu và nhược điểm giữa tầng lệch và tầng bằng nó khác nhau chỗ nào? Thì cái này nó khác nhau về cái công năng sử dụng, nó khác nhau về cái hình thức trang trí. Đấy. Các bạn có thể sử dụng một trong hai cái này. Còn về biện pháp thi công thì tôi thấy thi công về tầng lệch nó sẽ khó hơn là thi công tầng bằng. Đó. Thì chúng ta sẽ lựa chọn tùy thuộc vào cái sở thích của mình, tùy thuộc vào tầm tài chính của mình. Và cái phần thứ ba đó chính là về cái phần bóc tách chi tiết cửa đi và cửa sổ. Đấy, cửa đi và cửa sổ đây các bạn sẽ biết được vì sao nó lại quan trọng, bởi vì nó liên quan đến con số thông thủy trong mỗi công trình. Nên các bạn phải đo kích thước. Chúng ta có thể kiểm tra bằng cái cách là gì ạ? Chúng ta lên mạng chúng ta search là thước độ ban. Thì trong cái thước độ ban chúng ta chia là làm ba cái trường phái rõ ràng. Thứ nhất là thước độ ban 52.2. Đây chính là cái phần thước chuyên đo về khoảng thông thủy về cửa đi, cửa sổ, cửa thông phòng. Cái thứ hai là thước độ ban 42.9, người ta gọi là cái thước dương trạch. Cái này sẽ chuyên đo về khối xây dựng, về bếp, về bệ và về bậc. Và cái thứ ba là thước lỗ ban 38.8, đây gọi là cái thước chuyên đo về âm phần. Thì với cái kích thước đo như thế này thì các bạn lưu ý cho tôi là chúng ta phải trừ cái phần phào nẹp ra, tức là chúng ta chỉ đo trong cái phần khoảng sáng ở bên trong thôi, tức là đo trong cái phần mà cửa chúng ta có thể mở đi mở lại được. Đấy là cái mà các bạn phải nhớ và các bạn phải để ý một chút. Ví dụ như tôi chỉ cần nhập vào đây này là 1m6 đi, để tôi nhập vào đây 1600 thì nó sẽ rơi vào cái cung là cung quý nhân, đây gọi là cái cung đỏ, là cái cung sẽ mang cho gia chủ cái tài lộc, cái vượng khí. Còn nếu như không may nó rơi vào cái cung hiểm họa, cung đen thì các bạn phải hiệu chỉnh lên một chút. Các bạn phải hiệu chỉnh lên một chút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái hồ sơ thứ hai là về cái phần hồ sơ về kết cấu. Thì kết cấu công trình thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết được cái hệ chịu lực, cái biện pháp thi công, cái biện pháp mà chúng ta thi công thép, thi công sàn, thi công trần hay là thi công cột nó như thế nào. Thì trong cái phần kết cấu này nó sẽ mô phỏng chúng ta rất là đầy đủ và chi tiết. Đấy, các bạn xem qua cái phần thiết kế một bộ hồ sơ kết cấu nó cũng rất rất là nhiều hạng mục, thế nên chúng ta chỉ cần quan tâm đến những hạng mục nào chính thôi. Trong bộ hồ sơ kết cấu thì chúng ta quan tâm đến 3 phần. Thứ nhất là phần móng này. Đấy, phần móng chúng ta sử dụng ở trong công trình này đấy là hệ móng băng. Bởi vì sao? Bởi vì là công trình được xây trên nền đất đồi, các bạn lưu ý là cái đất tại vị trí Lạng Sơn hầu như là nền đất cứng, nền đất đồi. Tuy nhiên cái phần nước của nó thì không được sạch. Tôi đã thi công rất nhiều công trình ở trên đấy, cái phần nước ở trên đồi ấy, thường nó sẽ bị nhiễm cái phần đá vôi rất là nhiều. Và hầu hết như 100% công trình trên đấy chúng tôi đều phải lắp đặt cái hệ thống xử lý nước sạch. Thế nên là chúng ta nếu như giả dụ chúng ta thi công tại khu vực Lạng Sơn thì các bạn để ý cho tôi vấn đề đó. Thứ hai ở trong phần hồ sơ kết cấu đấy chính là cái phần thân công trình. Thân thì nó liên quan đến cột, liên quan đến dầm, thì chúng ta phải để ý là gì? Tuy lựa chọn cái hệ móng băng nhưng tuy nhiên cái phần kết cấu chúng ta phải lựa chọn nó chính xác. Ví dụ như thể bố trí thép này, đấy, thép chúng ta đan như thế nào, sử dụng thép bao nhiêu. Công trình này thì với 4,5 tầng thế nên là chúng tôi sẽ sử dụng thép phi 20 ở trong cái phần cột đây các bạn đây. Đấy, đan A mác bao nhiêu, đan A bao nhiêu đây, hai cây phi 18 đây, các bạn thấy là toàn bộ phi thép bố trí như thế nào nó sẽ thể hiện rõ ràng ở trong này. Và cái cuối cùng đấy chính là cái kết cấu của phần mái. Trong cái bảng kết cấu này chúng ta sẽ thấy được cái bảng thống kê cốt thép rất là chi tiết, rõ ràng và chính xác. Nó chính xác tuyệt đối, nó khác so với việc của chúng ta tự thi công. Việc mà các bạn tự thi công công trình làm đến đâu chúng ta tính toán đến đó thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Đặc biệt là với thời đại ngày nay, thì khi chúng ta không để ý một cái là thợ người ta xây sai, mà xây sai thì chúng ta phải đập, chúng ta phải phá, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian sửa đổi. Thế nên là ngày nay thì các bạn nên lưu ý là nên thuê thiết kế là việc đầu tiên. Việc thứ hai là nếu như những người nào có điều kiện hơn thì chúng ta thuê thi công trọn gói. Đấy, thuê thi công trọn gói.
Cái việc mà khách hàng sợ cái việc thi công trọn gói là chúng ta sử dụng vật liệu không đúng theo yêu cầu, cái việc đấy không có các bạn nhé. Bởi vì công trình nhà dân nó khác so với công trình nhà nước. Ví dụ như công trình nhà nước là chúng ta phụ thuộc vào chỉ định từ chủ đầu tư, còn lại đối với nhà dân thì toàn bộ nguyên vật liệu khi mà đã mang về đến công trình thì chúng ta phải trình qua chủ đầu tư, trình qua chủ nhà. Tức là chúng ta làm cái gì cũng đều phải thông qua chủ nhà xác nhận, ký tá và giấy tờ thì chúng ta mới có thể đưa vào trong công trình để sử dụng được. Còn về phần mái công trình này, có một cái hay công trình này là chúng ta lại sử dụng cái hệ mái vát ở phía trên. Cái hệ mái vát này nó giúp cho chúng ta thoát nước rất là dễ dàng. Hệ mái này chúng ta sẽ đổ bê tông 100% các bạn nhé. Thế nên là cái phần chi phí của nó cũng rất là cao. Thứ ba là hồ sơ về điện nước. Hồ sơ về kỹ thuật điện nước thì nó giống hệt như các công trình thôi. Chúng ta phải tính về tải trọng, về công suất của các thiết bị, về đường dây, về cái quy cách thi công. Thì trong cái phần hồ sơ về điện nước như này chúng ta sẽ biết được cụ thể chi tiết. Đó. Mà đặc biệt là cái phần hồ sơ điện nước này chúng ta phải để ý cho tôi đến cái phần lỗ điện và cái công suất đi âm ở trong tường. Rất nhiều người thường hay bố trí tự do, thế nên sau này nó liên quan đến vấn đề bảo hành, liên quan đến vấn đề bảo trì hay là liên quan đến về sửa chữa. Còn khi mà chúng ta đã có những cái bộ hồ sơ như thế này rồi thì kể cả 10 năm sau, 15 năm sau các bạn giữ lại bộ hồ sơ này, các bạn mang ra chúng ta cải tạo nhà rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta đã biết được trong tường chúng ta đi dây như thế nào. Đấy, để tránh cái việc chúng ta khoan đục mà nó chạm vào dây đi âm. Đó. Tiếp theo đây là tôi sẽ giới thiệu các bạn đi vào trong cái phần nội thất công trình. Đi xong một phần nội thất thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đây là phòng bếp. Đây các bạn thấy là đây khu vực phòng bếp. Phòng bếp này được thiết kế cùng với lại form phong cách là tân cổ điển các bạn nhé. Đặc điểm của nó nhận dạng ở đâu là các bạn nhìn những các hệ tường này, hệ trần này, chúng ta sử dụng những cái hệ phào chỉ. Đấy, gồm như hệ phào chỉ đôi, hệ phào chỉ đơn. Đấy, những cái hệ phào 10 mm hay là những hệ phào 7 800 cm đều có hết. Đây các bạn thấy này, những hệ phào rất là dày và những hệ phào đơn, những hệ phào bé hơn nữa. Đấy, để nó tạo nên những cái điểm nhấn khung bo tranh. Đấy, và riêng tân cầu điện là các bạn lưu ý phải là phải có. Phần tủ bếp như thế này chúng tôi sử dụng chất liệu là gỗ tự nhiên. Nếu mà về nội thất ấy, thường nó sẽ chia ra là làm hai cái vật liệu rất là rõ ràng. Một là các bạn đi làm bằng chất liệu gỗ công nghiệp, hai là các bạn đi làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên. Về gỗ công nghiệp chúng ta có các dòng như thế là gỗ của An Cường này, gỗ nhập khẩu Malaysia này, hay là gỗ của cốt Thái Lan, và một số những cái nguyên vật liệu hay sử dụng với tủ bếp như thế là bicomat hay là acrylic, tức là cái phần mặt cánh mà chúng ta đã được tráng nhựa. Đấy, thì nó sẽ không bị ẩm mốc, nó sẽ không bị cong vênh. Còn về tự nhiên, gỗ tự nhiên thì các bạn hay sử dụng như thế là gỗ sồi Mỹ nhập khẩu này, gỗ tần bì này, gỗ xoan này, gỗ óc chó này, gỗ cam xe của Lào này, vân vân. Công trình này được thiết kế với cái gam màu nó thiên về gam màu kem đi với lại tông màu trắng. Ở phía sau đây thì sử dụng cái vách alu vân đá. Nếu như chúng ta có điều kiện các bạn có thể ốp đá tự nhiên nguyên cái bức tường này, nhưng tuy nhiên thì bây giờ nó có rất nhiều những vật liệu mới, chúng ta tiết kiệm được chi phí rất là nhiều và nó vẫn vẫn mang lại những cái form rất là đẹp. Còn đây là một góc khác, nhìn từ phía bếp nhìn ra thì chúng ta có một cái hệ vách này tạo nên cái sự riêng tư ở trong không gian. Ví dụ như cầu thang đi lên thì chúng ta vẫn có sự riêng tư mà vẫn có sự hiện đại ở khu vực phòng bếp. Đây là cái khu vực phòng khách. Phòng khách thì các bạn thấy nó cũng được thiết kế theo một cái form gọi là form tân cổ điển. Nó đồng bộ công trình từ dưới tầng 1 lên trên tầng 4. Các bạn thấy cái hệ phào chỉ của chúng ta này. Đấy. Rất là rõ ràng và cụ thể. Có bộ sofa như thế này cũng rất là đẹp. Và các bạn thấy là sofa được thiết kế theo cái ngôn ngữ tân cổ điển, nó hơi thiên về luxury một chút. Còn là cái vách như thế này các bạn sẽ sử dụng là vách CNC, nhưng tuy nhiên nó sẽ làm bằng chất liệu là kim loại các bạn nhé, chứ không phải là vách gỗ đâu. Nếu như các bạn sử dụng bằng cái vách gỗ các CNC thì khi các bạn đụng vào là nó sẽ dễ bị là gì ạ, bị gãy. Đấy, ví dụ như trẻ con hay là ví dụ như chúng ta chuyển đồ thì cái vách này chúng ta có thể sử dụng bằng kim loại. Thì bây giờ người ta sử dụng vách CNC bằng kim loại mạ vàng, kim loại mạ đồng hay là inox rất là nhiều. Phía sau sofa chúng tôi sử dụng một cái điểm nhấn là cái hình chiều tượng. Đây là một trong những cái thủ pháp nghệ thuật
mà các kiến trúc sư nội thất của chúng tôi đưa vào. Còn lại phía sau vách sofa thì chúng tôi sử dụng cái hệ gương, nhưng mà tuy nhiên nó đã xử lý như thể là những cái mảng miếng về ốp đá, nó tạo cho không gian trong phòng khách chúng ta rộng hơn rất là nhiều. Đây là một góc nhìn để chính diện ở trong khu vực phòng khách, các bạn thấy cái ngôn ngữ của chúng ta nó rất là đẹp, tinh tế. Để thi công được những cái phần như thế này, những cái đồ dùng như thế này thì tôi khuyên các bạn nên sử dụng gỗ tự nhiên. Đấy, gỗ tự nhiên là chính. Đấy. Đây là khu vực phòng thờ. Đấy, phòng thờ thì chúng ta cũng thiết kế nó đơn giản, nó chỉ gồm một bức vách và hai bàn thờ. Phía trên này chúng ta sử dụng cái ốp gỗ tự nhiên trên trần để tạo cảm giác ấm cúng. Đây là phòng dành cho bé. Phòng dành cho bé thì bao giờ cái gam màu nó cũng nhẹ nhàng hơn, sang trọng hơn và tinh tế hơn. Đấy, sử dụng cái gam màu trắng là gam màu chủ đạo và một số những cái phần gam màu điểm nhấn. Thì với cái nội thất bây giờ thì thường người ta bao giờ người ta cũng làm cái phần hệ tủ kịch trần. Đấy, làm cái phần hệ tủ kịch trần thì bao giờ nó cũng sẽ đẹp hơn. Đấy, các bạn thấy đây, nó rất là vừa vặn. Đây là phòng dành cho bé gái thì sử dụng cái gam màu chính là gam màu hồng, trắng hồng. Còn đây là phòng master. Phòng master thì các bạn lưu ý là luôn ưu tiên là cái phần ban công ở phía trước này. Ở phía sau chúng ta có một cái nhà vệ sinh khép kín. Còn đây là cái hệ tủ quần áo kịch trần dựa vào tường ở trong nhà vệ sinh khép kín. Toàn bộ những cái đồ trang trí, đồ decor nó cũng rất là đẹp. Đây là một cái phòng mà kết hợp giữa phòng trang trí trong phòng master. Đấy, các bạn thấy đấy, nó cũng rất là tinh tế, hiện đại. Đây, tôi zoom to để các bạn dễ hình dung hơn cái công năng ở trong cái khu vực cái phòng mà chúng ta vừa xem. Đấy chính là phòng master này. Đấy, chúng ta có phòng vệ sinh này, đối diện. Đây là phòng làm việc kết hợp với lại một số cái đồ trang trí như chúng ta đang nhìn ở đây. Đó, còn mặt phía sau đây là chúng ta bố trí cái phần hệ tủ quần áo kịch trần. Đấy, các bạn thấy đây. Đấy, còn đây là một góc chúng ta nhìn vào khu vực master. Đấy, thì các bạn xem là phần phía bên tay trái chúng ta là sử dụng cái hệ cửa kính, còn phía bên tay phải chúng ta là hệ tủ quần áo. Đấy, chính xác như trong bản vẽ 3D, nó rất là đẹp, đẳng cấp và hiện đại. Như vậy thì tôi đã vừa giới thiệu các bạn đi vào chi tiết một cái bộ hồ sơ một ngôi nhà 4,5 tầng được thiết kế cho gia đình nhà anh Kiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái phần dự toán công trình này. Ở đây là cái phần dự toán công trình các bạn nhé. Thì đơn giá của nó rơi vào tầm 2 tỷ 9, gần 3 tỷ. Thì trong này chúng ta có 10 phần. Thứ nhất là cái công tác chuẩn bị thi công thì các bạn biết rồi, là bao gồm biển bạt, bao gồm lán trại, bao gồm những cái công tác chuẩn bị cho thợ thuyền. Thứ hai là cái chi phí vật liệu xây dựng phần thô. Thứ ba là chi phí nhân công xây dựng. Đơn giá trên Lạng Sơn chúng tôi đang thi công là 1.150.000 trên 1 m² sàn. Thứ tư là chi phí nhân công phần mái này. Thứ năm là chi phí xây dựng hoàn thiện. Thứ sáu là chi phí vật tư điện nước. Thứ bảy là chi phí nhân công điện nước. Thứ tám là chi phí vật tư phần mái. Thứ chín là chi phí quản lý. Thì thường đối với những công trình như thế này thì chúng tôi sẽ tính chi phí quản lý là 5% tổng tất cả các hạng mục. Thứ mười là miễn phí thiết kế. Sau đấy chúng ta có một phần gọi là phần bóc tách chi tiết và chỉ định nguyên vật liệu. Ví dụ như chúng ta bao gồm những hệ thi công phần móng này, bao nhiêu thép này. Đấy, các bạn thấy đây, rất là rõ ràng và cụ thể. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi chúng ta có hồ sơ thiết kế thì khối lượng chúng tôi bóc tách cho nó đã chính xác rồi. Cái việc mà khách hàng lựa chọn đấy là chúng ta sẽ lựa chọn loại gạch gì này, sắt gì này, xi măng loại gì này. Đó, thì mỗi loại đấy nó đều có đơn giá trên thị trường. Thì khi làm như thế này thì chúng ta sẽ không bị phát sinh. Cái việc mà bóc tách chi tiết như này nó khác so với việc mà chúng ta nhận vo tròn trọn gói theo mét vuông. Nếu như các bạn làm vo tròn trọn gói theo mét vuông thì các bạn sẽ thấy chúng ta thiếu rất là nhiều. Ngoài chúng ta sẽ không hình dung tổng thể trong ngôi nhà của chúng ta là sử dụng những cái phần gì, khối lượng bao nhiêu. Còn lại khi mà làm việc chọn gói với lại móc hôm thì chúng tôi sẽ bóc tách ra rất là chi tiết, cụ thể và chính xác. Chúng ta chỉ việc áp giá những cái đơn giá vật liệu mà chúng ta lựa chọn thôi là chúng ta sẽ biết được cái đơn giá tổng thể công trình của chúng ta là hết bao nhiêu tiền. Thì video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn yêu thích kênh của chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được các video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Các bạn ở xa bên nước ngoài liên hệ qua hai số online của chúng tôi là 0964458888 hoặc là 0828133333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.